Akami là một sản phẩm rất đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là nó được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm có tinh dầu nho này, tinh dầu jojoba này. Đặc biệt hơn nữa là nó có chất phytoxit là từ thông của Nhật Bản, bao gồm có 31 loại nguyên tố vi lượng, gồm có 28 loại axit amin và nhiều các cái vitamin khoáng chất khác. Chính vì vậy nó rất là có hiệu quả và dùng an toàn. Cái thứ hai, sản phẩm này thì là được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Vì vậy cho nên là nó có tác dụng để điều trị chữa nám, tàn nhang, chống nhăn, chống lão hóa rất là tốt. Được minh chứng qua thời gian, qua sự sử dụng đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam. Là một gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả, MC Thảo Vân luôn thể hiện hình ảnh dịu dàng, tươi trẻ qua các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, về tính chất công việc, Thảo Vân thường xuyên phải trang điểm kỹ lưỡng, khiến làn da của cô xuất hiện dấu hiệu hư tổn và lão hóa sớm. Những nếp nhăn thì xuất hiện nhiều hơn, những vết nám thì nó cũng rộng hơn và nó đậm màu hơn. Rồi những cái vết đồi mồi ngày xưa nó chỉ là những chấm nhỏ li ti, bây giờ thậm chí nhìn nó trông như những cái nốt ruồi to ấy, làm cho mình kiểu thật sự là thấy là quả thật là không ổn rồi. Mình đã tìm đến Dakami. Khi mình bắt đầu dùng, mình cũng phải xem một loạt người, rất nhiều người trước đó dùng như nào, và họ đã có những phản hồi rất là tích cực. Và mình nghĩ là thế thì mình cũng sẽ thử. Với các thành phần 100% chiết xuất từ thiên nhiên, đặc biệt sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo quy trình sản xuất đạt chuẩn GMP. Sau một khoảng thời gian không dài đâu, mình dùng thì mình thấy là nó có những cái thay đổi rất là rõ rệt ở làn da. Ví dụ như da bắt đầu sáng hơn, điều đấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Ví dụ như trước đây khi ra khỏi nhà là mình phải đánh một lớp phấn dày hơn, thì bây giờ mình đã có thể chỉ cần rất là nhẹ nhàng sau khi buổi sáng dậy, sử dụng nước hoa hồng này, xong đến serum này, sau đó là bôi kem giữa ngày, là đánh một lớp phấn rất nhẹ, mặt trông rất là sáng. Và thậm chí là trông nó còn kiểu tươi trẻ, và nhiều bạn bè gặp còn trêu là dạo này có gì mới không mà nhìn lại tươi thế. Nhưng thực ra thì không phải, quan trọng là chúng ta đã tìm được đúng cái sản phẩm mà nó phù hợp với mình thôi. Thảo Vân nghĩ rằng là trên thị trường thì vô cùng nhiều sản phẩm, nhưng cái sản phẩm mà mang đến cái tính chất an toàn hiệu quả là cái mà Vân tin là mọi người giống như Vân đều sẽ là những lý do đầu tiên để mình tìm đến. Thì Dakami đối với Vân đang đáp ứng đủ hai yếu tố này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.